Hi, xin chào tất cả các bạn nha. Thì hiện tại mình đang đứng ở đường Lê Minh Trí, sát rẽ qua đường Võ Văn Ngân nè. Bây giờ mình sẽ quay cái đường Võ Văn Ngân lại cho bạn xem nha. Đây là gần ngã tư Thủ Đức các bạn. Đi từ cái đầu ngã tư Thủ Đức á. Đó, bây giờ mình sẽ rẽ phải nè. À, có thấy mình còn đang đứng đó không? Chiều rồi sáng nào cũng có. Chỗ này là cái khuôn viên cái luồng đi bên trong của trường khoa học tự nhiên à. Sư phạm kỹ thuật các bạn. Đó, đây là cái trường sư phạm kỹ thuật đây các bạn. Đó. Xe taxi, xe buýt rồi những anh chạy xe công nghệ rất là đông ở đây luôn. Các bạn thấy cổng trường không? HCMUTE. Gần đây sẽ có một cái trạm xe buýt luôn để cho sinh viên đi rất là tiện. Cái đường sư phạm kỹ thuật đó là có cái cổng ở bên đường Lê Văn Trí nữa các bạn. Mấy cổng là hai ba cổng gì vậy? Đó thì đã ra là đường Võ Văn Ngân nữa các bạn. Đường Võ Văn Ngân là cái gì cũng có, nhưng mà nhiều nhất là quần áo rồi nói chung là mình thấy quần áo là nhiều nhất luôn á. Còn mấy cái kia thì cái gì cũng có, mọi thứ một ít. Để đây mình coi nha, bán đồ Việt tiếng nè, tiệm táp nè, rồi ngoại ngữ nè, ngân hàng nè, tiệm thập phải nè, quần áo rồi đó. Quần áo là nhiều lắm, mình không có kể nha các bạn, nhìn thấy thôi. Rồi ở bên này là cái gì ta, bên này là cổng trường đúng không ạ? À, bóng dài cũng có nữa, lồng đẹp nữa, túi sách nè, ngân hàng quân đội nè. Còn ở bên phải này nó sẽ là siêu thị Vĩnh Kim, bán đồ điện máy nha các bạn. Đây là một trong những con đường mà nhộn nhịp nhất ở quận Lớp. À, các bạn thấy không, quần áo đã xuống không? Đó thì bắt đầu từ cái đoạn mà bên trái đó là phường Bình Thạnh thôi nhé các bạn. Phường Bình Thọ là tập trung là những cái con đường viết. Ở đây cũng là quần áo này. Cái khu bên trái bằng rẽ vào để khu ăn nhậu với lại cà phê. Rất nhiều cà phê luôn, đủ kiểu luôn. Đang có một cây xăng ở bên trái là cái đường dân chủ này các bạn. Các bạn chạy rẽ trái xuống là sẽ đụng cái đường Đặng Văn Bi á. Còn ở đây sẽ là nhà thiếu nhi Thủ Đức. Đúng rồi, đưa sau thì mình sẽ vào mình quay cái nhà thiếu nhi Thủ Đức cho các bạn xem nha. Trụ ATM rồi cửa hàng xe máy, nói chung đầy đủ nha các bạn. Hồ bơi nữa, các bạn nào muốn bơi á mình đi vào đây mình bơi nha. Hồ bơi nhà thiếu nhi quận Thủ Đức. Đây các bạn thấy mới tiếc là cái viên co á, hồi chia sai á đường này đi nó cũng đông nhưng mà nó không có kẹt. Nhưng mà từ khi người ta sai lên á là buổi tối á, cỡ tầm 7-8 giờ á là ngay chỗ này là nó cục xe dữ lắm. Một á là viên co, mà thứ hai nữa là nó ngay chỗ ngã ba do cái điện của bệnh viện á, người ta xuống là từ đường rất là nhiều. Trường Lê Quý Đô, cửa hàng cơ sở. Các bạn đi cái đường Võ Văn Ngân các bạn cẩn thận nha, tại vì nó xuống dốc và nó cũng quanh co hay cao quá. Các bạn đi chậm thôi. Chứ ở đây là có mấy vụ tai nạn ở đây rồi á. Phải qua rồi lum á. Chạy không kiểm soát nên dễ bị tai nạn lắm. Hồi trước là có một cái vụ tai nạn chết người ở đây luôn nè. Tử vong luôn á. Tờ sữa đúng rồi, ở đây tờ sữa cũng nhiều. Và bên trái này nó sẽ có nhà sách Nguyễn Văn Cừ nha các bạn. FPT Shop nè. Rồi Thế Giới Di Động nữa. Ở đây Thế Giới Di Động rất là nhiều chỗ luôn. Đây là đường Mét Xanh, Thế Giới Di Động cũng có trong này nha. Đó, xuống cái đoạn này là bán quần áo nhiều, có bánh nữa nè, bánh kem á, ABC Burger nè.
ngân hàng Exim Bank, ngân hàng BIDV. Bây giờ mới thấy là cái đường này nhiều ngân hàng ghê các bạn, đủ ngân hàng luôn. Nói xuống đây cũng có một cái thấy cái di động. Rồi thì phía trước các bạn sẽ thấy một cái trạm xe buýt đúng không? Đó là cái trạm xe buýt của ngã ba Kim Dương á. Cái tên nó người ta gọi là ngã ba Kim Dương luôn, tại vì là bên cạnh đó phía trước đó là ngã ba các bạn. Để phải là cái Kim Dương, nên người ta gọi đây là ngã ba Kim Dương. Bên này thì chủ yếu là bán đồ thôi, bán quần áo là nhiều, đồ điện nước hả. Thì bây giờ là mình đang đứng ở cái ngã ba, đang tới ngã ba do cái là Đặng Văn Bi nha các bạn. Nó cũng sắp hết đường Võ Văn Ngân rồi, tới cái vòng xoay Chợ Thủ Đức á là hết đường Võ Văn Ngân. Đây sẽ là lần thiếu niên Thủ Đức này, là người ta nuôi dạy những trẻ mồ côi rồi có khen á. Còn đây là trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức. Thấy cái đường nó dốc đúng không? Cái khu vực Thủ Đức á, cái đường nó đẹp trưng mà dãy rồi, không có bằng phẳng. Dốc lên dốc xuống đó nè. Đây là có nhà thờ nè. Cứ thứ bảy được là người ta tới rất là đông. Đi ra. Còn ở phía trước còn thấy cái ngã rẽ trái không? Cái đó là chợ nha, chợ Thủ Đức á, thuộc cái khu của Chợ Thủ Đức luôn. Này, ngân hàng Techcombank nữa nè. Đó, nguyên cái khu này người ta gọi là khu Chợ Thủ Đức nha các bạn. Rồi phía trước là các bạn thấy cái vòng xoay, người ta gọi là vòng xoay Chợ Thủ Đức nha. Rẽ phải á, vòng xoay nhắc rẽ phải nè, là ra được Phan Văn Căn. Và chạy thẳng là các bạn sẽ ra đường Thu Ngọc Văn để chạy ra Phạm Văn Đồng á. Còn cái vòng rẽ trái qua này á là nó sẽ đi ra hướng ra đường Phan Văn Căn. Đây là cái tên đường nó là Lê Văn Ninh, cái đoạn này là Lê Văn Ninh này. Còn đây là cái kiosk á, kiosk mà bán đồ của Chợ Thủ Đức. Ở ngoài này á là bán những cái đồ dùng thôi, đồ dân dụng thôi. Còn thịt cá là bên cái chỗ nãy mình nói đó, cái khu chợ đó là bên đó bán thịt cá. Còn đây là bán đồ điện nước và này nọ rồi đó. Đó các bạn nhìn thấy mùng mền quần áo chiếu mấy đồ khô rồi, dụng cụ hàng ngày. Đó như vậy nha, thôi thì nó lố đường một Võ Văn Ngân rồi, thì mình kết thúc video ở đây nha các bạn. Thì nếu các bạn thấy video này hay thì hãy like, share và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Rồi xin chào tạm biệt mọi người nha.